đừng nghe mà. Để em đặt cho. Đặt bằng cái này nè. Ủa vậy hả? Mới bởi. Ủa mày đâu vậy? Mới bởi nè. Ủa sao anh Kiệt bỏ cái bài vậy luôn? Thôi giờ lấy mấy bài đi sang kẹo đi. Đấy nè các bạn ơi, hôm nay bạn Kiệt nhỏ và bạn Kiệt lớn sẽ có một bộ đồ chơi đây, cái máy bay người nhện nha. Quên, không phải, máy bay siêu nhân người sắt Iron Man nè. Kiệt cho bay đi Kiệt. Rồi bây giờ bay thử nha. Ui, trời ơi, rớt xuống sình rồi. Rồi bay lặn đi, bấm mạnh lên. Wow, ui, ui, cái bay ghê chứ hả. Rồi bay thử coi, bay nữa đi. Wow, trời ơi gió mạnh quá các bạn ơi. Thôi bây giờ bấm thử nha. Wow, trời ơi nó bay mạnh gì hả. Ủa cái gì hả? Xe gì hả? Wow, các bạn có thấy được xe cứu hộ hút rồi kìa. Đâu, con nữa hả? Wow, rồi lụm về. Đi tiếp cái còn không? Rồi đi tìm thử coi còn không? Wow, trời ơi, nó bay ghê dữ à? Rồi cắt lại hả? Trời ơi, xịt luôn rồi. Trời ơi rớt ra đây gãy cái đầu đó luôn rồi. Ê, gắn vô gãy cái đầu rồi. Đây các bạn ơi, gió mạnh quá gãy luôn cái đầu rồi các bạn ơi. Rồi cho nó bay nha. Wow. Wow. Trời ơi, nguyên đội chó của hộ các bạn ơi. Chó cảnh sát hả? Quả còn nữa không? Đây. Bên đây còn nữa nè. Wow, một con nè. Đâu, con gì đâu? Wow, chó màu xanh lá cây các bạn ơi. Ai cho anh chó đi tìm đi. Ủa kìa. Đâu? Quả một con màu vàng. À cái mũi khoan hả? Rồi. Rồi cho nó bay nữa đi. Bay nữa có được không? Đây cho nó bay nha. Wow, trời ơi. Bay nhanh quá các bạn ơi. Wow, con kia nó kìa. Đâu. Bay quá lượm đi. Ồ, một con chó chạy cano luôn hả? Wow, ghê quá. Wow, bạn Kiệt nhỏ với bạn Kiệt lớn quả đi săn được cái gì rồi? Đi săn được 6 chú chó cứu hộ nha. Đâu chó cứu hộ nào đâu? Đây một chú chó cứu hộ chiếc thuyền hả? Một cam, một chiếc cảnh sát. Cứu hộ chữa cháy nha. Đây chú chó cứu hộ cảnh sát chữa cháy nữa nè. Đây là một chú chó cứu hộ chiếc xe. Wow, chiếc xe luôn hả? Đây biến hình máy bay à. Wow, biến hình máy bay được không? Wow, hay dữ hả? Đâu, y chang cái máy bay chuyên nhân luôn hả? Hay quá các bạn ơi. Đây là một chú chó có mũi khoan nè, chú chó màu vàng nha. Rồi, cho nó chạy thử có được không? Đây là chú chó cảnh sát. Cho nó chạy thử đi. Chú chạy dưới sình luôn. Thôi, chú chạy dưới sình luôn hả? Rồi, gắn lên chạy thử nha. Wow, hay quá. Chạy ra luôn rồi các bạn. À, chạy ra cái đường sình luôn kìa. Nó giấu luôn nè các bạn. Và cho mấy chiếc kia chạy thử luôn đi. Đây, cho chiếc chữa cháy nha. Hay quá các bạn ơi. Còn chiếc này chiếc này cũng có bánh xe nha. À chiếc mũi khoan không có bánh xe hả? Này chạy bằng xích như xe tăng á các bạn ơi. Đây là con máy bay. Đây máy bay siêu nhân. Siêu nhỏ xíu luôn. Máy bay rất là cao, rất là vui nha. À các bạn ơi, cái này là hả? Nay gió quá nên nó bay nó tạt không à. Nhưng mà không có gió mình bay thẳng lên đẹp lắm. Đây nè các bạn ơi, như vậy là bạn Kiệt lớn với bạn Kiệt nhỏ hôm nay đã lấy máy bay nghe, máy bay người nhện nè. Đi săn được nguyên một đội chó cứu hộ luôn. Wow, rất là đẹp nha, có chó màu xanh nè, màu vàng, màu đỏ, màu xanh nước biển, màu cam và màu tím luôn. Đây, đó mình bấm thử cho các bạn xem cho chó nó chạy thử coi. Wow. Đây nè các bạn ơi.
đó, cái ghê lại kìa, đó nó bay nhanh lắm á, nó như cánh quạt với cánh quạt máy vậy các bạn ơi. Ồ, con tàu bên trong đây mà có thể hạ xuống tìm quá. À rồi chỉnh đi, chỉnh hạ lên hạ xuống là mình chỉnh quẹo được luôn á các bạn ơi. Đây rồi có nghĩa nút chiếc ngăn ngọn ngào nữa nha. Ồ, tại hôm nay gió thì quá nữa. Wow, nó muốn bay luôn nè, đó siêu nhân bay đây. Trời ơi siêu nhân bay nè, ghê chưa. Wow đẹp quá à. Đây mình giảm rồi các bạn. Rồi à, như vậy là video đến đây là hết rồi nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye. Wow đây này các bạn ơi, máy bay siêu nhân nó bay ghê chưa. Chớp lại, trời ơi bay ra hàng rào luôn rồi. Rồi bay lại đi, bấm nhẹ nhẹ thôi nha. Nhẹ thôi, bay thấp thấp thôi. Trời ơi, wow đỡ ghê chưa. Tay mình ở chính giữa. Rồi rồi bay lên. Trời sao nó lẹn có bên không vậy. Anh kẹt bá thử đi anh kẹt. Wow, chụp. Wow, cao quá các bạn ơi. Xin chào bạn Ken. Rồi con chào các bạn đi. Wow, các bạn ơi, bạn Ken này có hai cái điện thoại luôn nha. Điện thoại siêu nhân, điện thoại con mèo. Đâu đâu đưa cho các bạn xem với. Các bạn ơi, đây, hôm nay bạn Ken có hai cái điện thoại. Ai giỏi kìa. À, ai giỏi rồi hả? Ai siêu nhân giỏi á. Đâu, alo ok. Ayo. 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 À, bắt lên. Nè, hai đây nè. Ủa, các bạn ơi, điện thoại này hay quá. Này, bấm. Alo. Ayo. Bạn Ken đó hả? Bạn Ken đang làm gì vậy? Đây một cái điện thoại siêu nhân và một cái điện thoại con mèo. À đúng rồi, cái điện thoại nhỏ là điện thoại siêu nhân, các bạn, nó có màu đỏ. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ chỉ cho chúng ta chơi với cái điện thoại siêu nhân nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở cái rồi đây nè các bạn ơi, đây điện thoại con mèo. Wow. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ bấm nút cho chúng ta xem nhé. Wow các bạn ơi, điện thoại nó có nhạc luôn nè. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ giới thiệu các chức năng của điện thoại này cho chúng ta xem nha. Rồi bạn bóp vô chính giữa là nó cừ á các bạn ơi. Còn nút nào nữa không bạn Ken? Wow có nút gọi điện nữa hả? Con quay lên cho các bạn xem với các bạn đâu. Ừ, chuyên nhân nó mất cười luôn hả? Con quay cái điện thoại lên cho các bạn xem. Ờ đúng rồi, là con bấm vô đâu rồi chỉ cho các bạn xem nhé. À bấm vô đó chuyên nhân cười hả? À bấm chỗ nào hát nhạc cho bạn chuyên nhân? Quên bạn Ken chứ. Ủa cái gì vậy? Tiếng gì lạ dữ hả? À các bạn ơi có tiếng đánh nhau luôn. Rồi bây giờ quay lên nha. Bà cầm cho con bấm nha. Nè đây các bạn ơi, rồi bạn Ken bấm đi. Wow, ngay chỗ đó là đánh nhau các bạn. Ai, chỗ có cái mặt con thú là gì vậy bạn Ken? Mặn thú này bấm vô thử coi bạn Ken. Đây mặn thú trên màu vàng kìa. À bấm vô. Con gấu biết nói luôn. À con gấu biết nói luôn hả? Rồi bấm vô cái trống thử coi bạn Ken. Cái trống á. Ờ, bấm vô là cây trống đây. Nhẹ cho bấm thử tí. Rồi con bấm nữa coi. Ấy vô. Bấm một tay nhẹ kìa. Rồi bấm vô đó gọi điện. Rồi bạn Ken gọi điện cho bạn mèo coi. Rồi bạn mèo. Bạn mèo bắt máy nha. À nhớ. Alo. Alo. Bạn Ken hả? Mình là bạn mèo đây. Xin chào bạn Ken nha. Bạn Ken vui không?
cái điện thoại bạn Ken cười bất cười quá các bạn ơi. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ hướng dẫn cho chúng ta chơi cái điện thoại con mèo nha. Và rồi bây giờ mình dẹp cái, mình tắt đi Ken, bạn Ken mình tắt đi cái điện thoại cho nhanh, tắt nút này phải không? Ủa chỗ này nó kêu mà. Ồ nó kêu hả? Chưa tắt hả? Rồi bây giờ bạn Ken sẽ bấm nút con mèo nha. Rồi bạn Ken mở nhạc mèo lên. Đâu? Hai cái đó tiền. À cái đó đút gọi á con. Đút gọi tiền, đút gọi tiền mèo. Ừ, rồi giờ